Mời các bạn xem tiếp phần cuối. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Bảy lần bảy, đó là 49 tên nhà buôn. Nộp hết cho chúng ta, không mi sẽ thành xác chết, không ai có thể chống lại chúng ta. Nếu ông phản bội chúng tôi, và nếu đang có mai phục, và nếu đang có mai phục chờ chúng tôi, ông sẽ không còn sống nữa đâu. Chúng ta đều có những người đồng hành nên phải coi trọng. Này lính mới, mày ở lại đây gác, hãy để tôi đi với bà. Tôi đánh nhau giỏi lắm, chẳng cần phải đánh nhau nhiều đâu. Chỉ có một cô bé, một lái xe và một tên người hầu. Xin cho tôi theo với bà chủ. Tôi sẽ giết con bé đó. Tôi ghét trẻ con lắm. Đừng quan tâm. Ở lại đây và trông chừng thằng cha kia cho kỹ. Nếu hắn trốn, thì tách sọ hắn ra làm hai, nghe theo lệnh của tao. Không, thì ra khỏi băng đi. Trèo lên ngựa. Xông lên, theo tao. Chúng ta chỉ đi săn vào đêm tối, cưỡi trên mình chiến mã, trang bị vũ khí sẵn sàng thu về chiến lợi phẩm, những miếng vàng rực sáng, nặng trĩu và bóng loáng. Này ngươi, hãy nín thở đi. Đây là vấn đề sống chết. Chúng ta đi cướp mà không cần chó săn. Chúng ta đánh hơi giấu giày. Chúng ta không bao giờ sai đường. Những miếng vàng rực sáng và nặng trĩu. Này người lữ hành, nín thở đi. Đây là vấn đề sống chết. Ôi làm ơn, xin các người đừng bắt cháu. Đưa chiếc xe ngựa về nơi ẩn náu của chúng ta. Đi thôi, theo tôi. Này ông, kẻ lạ mặt, đây là phần của ông. Con bé đây. Làm ơn, hãy để cháu đi, tôi sẽ đi chậm như chuột. Các ông sẽ không nghe thấy, dù chỉ một tiếng động nhỏ. Nếu cháu không tìm được cây thì cậu ấy sẽ chết. Nó chắc ngoan lắm nhỉ. Các ông có thể kéo tay cháu, sao các ông xấu tính đến thế? Chỉ cần để tôi đi thôi. Không có ai ở đây, muốn giúp đỡ cháu sao? Không. Con bé nào thế? Ở đây mà lại có trẻ con à? Chào con gái yêu. Chào mẹ. Con săn được nhiều chứ hả? Nhiều lắm. Còn mẹ thì sao? Không tệ lắm, chúng ta bắt được một chiếc xe ngựa bằng vàng, thêm 4 con ngựa và một đứa bé gái. Một bé gái, nó là của con.
Tôi phản đối. Lão già nào thế? Mẹ ơi, bắn hắn đi. Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu, trừ khi cậu làm tớ giận. Này bà tướng cướp, bà đang phá vỡ lời thỏa thuận giữa chúng ta. Đúng vậy, nếu con gái tôi muốn giữ con bé kia cho nó, tôi không thể làm gì khác được. Tôi chưa bao giờ từ chối con mình bất kỳ điều gì. Bởi vì, bằng cách đó nó sẽ trở thành một kẻ trộm thực sự. Tớ chán mấy tên cướp này, chết đi được. Chúng đi cướp vào ban đêm, nhưng lại ngủ cả ngày. Bất cứ khi nào tớ muốn gọi ai đó để chơi cùng, chúng đều đang ngáy ngủ. Tháo cương mấy con ngựa đi. Mang cưa ra đây. Xẻ chiếc xe ngựa ra. Chia đồ cướp được nào. Chờ đã, để tôi đi, ta sẽ trả ngươi nhiều hơn. Nếu ngươi đi theo ta, tay ông lạnh như băng vậy. Tôi đã sống cùng băng cả cuộc đời. Nhiệt độ bình thường của ta là dưới 0 độ. Ta muốn ngươi giết con bé. Con bé mà các ngươi đã bắt được. Ông trả bao nhiêu cho việc đó? Ta sẽ trả 50 miếng vàng. Thế là quá đắt. Đó là giá. Trả tôi tiền đi. Không thì tôi sẽ nói lời tạm biệt ngay bây giờ. Đợi đã. Đây này. Phải làm nhanh nhất có thể. Tôi sẽ làm tối nay. Khi những kẻ khác đều ra ngoài đi cướp của cải. Tớ thích chuyện của cậu đấy. Thậm chí nếu chúng ta có đánh nhau, tớ cũng sẽ tự mình giết cậu. Lại đây nào, theo tớ. Đi nào. Đi nào. Đến nhà rồi. Đưa cho tớ áo choàng, mũ của cậu và bao tay nữa. Tớ muốn cậu cho tớ, bởi vì là bạn bè thì nên chia sẻ. Cậu có để tâm về việc này không? Tớ sợ tớ sẽ bị lạnh. Khi ở Bắc Cực, cậu sẽ không đi đâu hết. Để tớ chỉ cho cậu kho báu của tớ. Đây là vàng, tớ sẽ cho cậu bao nhiêu tùy thích. Có cả đá quý nữa, cậu có thể lấy một ít. Đây là súng, cậu có thể bắn bất kỳ ai cậu muốn. Tớ có một con tuần lộc, con thú cưng yêu thích của tớ. Tớ có thể gặp nó không? Nó đang trốn, sợ chết khiếp. Mỗi đêm tớ đến đây để cùng nó bằng con dao của tớ. Nó làm tớ cười lăn lộn vì nó cứ rung lên bần bật. Đừng làm thế. Tại sao không? Vui mà. Tớ nói chuyện với nó được không? Cậu nói đi. Mày có biết bà nữ hoàng tuyết sống ở đâu không? Mày đã bao giờ tận mắt nhìn thấy bà ấy chưa? Và nói cho tao biết, làm ơn đi, mày có bao giờ thấy một cậu bé cùng với bà ta? Mày đã bao giờ thấy chưa? Cậu ấy tên là Cây phải không? Đúng. Cậu bé tên là Cây. Đó là tên bà nữ hoàng tuyết gọi cậu ấy. Cậu ấy trắng và rất lạnh lùng. Hãy để tớ đi, con gái tướng cướp. Trắng và lạnh, cậu ấy cần ai đó sưởi ấm cho cậu ấy. Đưa cho cậu ấy trà nóng và bánh mì nướng. Cậu bé đó nên bị đánh bằng roi da vì khiến chúng tôi lo lắng. Có lẽ giờ cậu ấy đã trở thành một khối băng rồi. Cậu phải để mình đi tìm Cây. Hãy để cô ấy đi. Im lặng, thế là đủ rồi. Đi ngủ đi. Đừng cố tỏ ra đáng thương nữa, không thì tớ sẽ giết cậu bằng một phát súng đấy. Muộn rồi, bọn cướp cũng đi hết rồi. Cậu đi ngủ đi, để cô ấy đi. Câm mồm, tớ sẽ buộc cậu vào sợi dây thường bí mật của băng cướp. Sợi dây dài, nên cậu có thể ngủ thoải mái.
Ngủ đi, cô bạn dễ thương, không thì tôi cắt cổ cậu đấy. Chúc cậu ngủ ngon. Cô bé, chúng ta phải trốn khỏi đây. Tôi bị buộc lại rồi. Tôi không thể cởi nút thắt với móng cuốc được. Nhưng cô có móng tay. Tôi sẽ cố hết sức. Im lặng, ông là ai? Là chú à, chú giả trang thành thế này và đi theo tên cố vấn. Hắn ta định đến nơi ẩn náu của bọn cướp, nhưng chú đã đến trước hắn và được vào băng cướp ngay lập tức, vì tay thủ lĩnh ấn tượng với vẻ bề ngoài hung tợn của chú. Đi thôi, hãy rời khỏi đây ngay. Chú ấy là ai vậy? Chú ấy là thầy giáo của tớ, là người kể chuyện. Chú ấy đến cứu tôi. Cậu muốn trốn khỏi tớ, đúng không? Tớ định sẽ để lại lời nhắn cho cậu. Tớ phải đi tìm cây, cậu ấy sẽ chết nếu tớ không tìm ra cậu ấy. Vậy thì hôn tạm biệt tớ đi, trước khi cậu đi. Đây là áo choàng của tớ. Không, tớ nghĩ là tớ sẽ giữ mũ và găng tay của cậu. Tớ thích lắm. Lại đây nào. Trèo lên lưng nó đi. Chờ thì đi đi, cảm ơn, con gái của tướng cướp. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều nhé. Chú không cần phải cảm ơn. Chú sẽ ở lại đây. Tôi muốn chú kể chuyện cho tôi nghe cho đến khi cơ đơ trở về. Im lặng. Đi, tự do bay nhảy đi, tuần lộc, trước khi tao thay đổi ý định. Tạm biệt cháu. Tạm biệt. Chú này, sao chú buồn thế? Kể chuyện cho tôi nghe đi và hãy chắc chắn là nó buồn cười đấy. Nếu không tôi sẽ bắn chú. Kể đi. 1, 2, 3. Kể chuyện đi. Ngày xưa, một người tuyết được tạo nên ở một cái sân đối diện với cửa sổ nhà bếp, và anh bạn tội nghiệp ấy nhìn về phía đống lửa với những giọt nước mắt cay đắng, vì anh ta cũng muốn được sưởi ấm. Rồi anh ta nói, tội nghiệp, cơ đơ bé nhỏ, cô ấy chờ ở đâu trong khi khắp nơi đều là băng tuyết và gió chẳng bao giờ ngừng gào thét? Thật lạnh giá và khổ sở biết bao. Cơ đơ chỉ là một cô bé. Cô bé phải đương đầu với tuyết, bão và những núi băng khủng khiếp một mình. Đừng khóc về chuyện đó. Không, đừng khóc. Có thể cô bé sẽ chiến thắng. Cô bé đã đi qua hàng ngàn dặm đường và đã được giúp đỡ bởi cả con người lẫn các con vật. Cô ấy có thể nhỏ bé, nhưng cô ấy rất dũng cảm. Bởi vì cô ấy khao khát được giúp đỡ cây. Lại đây, cây yêu quý. Ta muốn ngăn mùa xuân đến. Nên ta phải rời cung điện để đến các nước ấm áp. Ta hy vọng cậu sẽ không quá buồn khi vắng ta. Không đâu, tôi từ lâu đã không cảm thấy niềm vui hay nỗi buồn nữa. Điều đó là tốt. Thật tốt cho người không có cảm giác yêu hay thù hận. Thù hận, không có cảm giác gì hết ngoài sự bình yên.
cậu phải hứa rằng sẽ thực hiện những gì mà ta đã ra lệnh. Này cô bé, đến nơi rồi. Cô bé xuống đi. Từ đây là lãnh địa của bà nữ Hoàng Tuyết. Tôi không dám đi. Tôi không dám đi xa hơn nữa. Cảm ơn Tuần Lộc, người bạn yêu quý của tôi. Tạm biệt nhé. Nữ Hoàng Tuyết không có ở đây, nhưng tôi đến tìm cây. Ồ, ngài cây đang bận việc. Để tôi đi. Tránh ra. Tôi không sợ các ông đâu. Cây, cây, cây. Cây, cậu đang ở đâu vậy? Cây, cậu đang ở đâu vậy? Trả lời tớ đi, cây. Trả lời tớ đi, cây. Cây, có phải là cậu không? Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Yên lặng đi, cô đang làm phiền tôi đấy. Cây yêu dấu, tớ là cơ đơ của cậu đây. Tôi biết cô là ai. Cậu quên tớ rồi ư? Tôi chẳng bao giờ quên thứ gì cả. Cậu đang cố tình làm tớ sợ phải không? Cậu đang trêu tớ à? Ồ không. Cậu có vẻ lạ quá. Tớ không dám tiến đến gần cậu nữa. Đừng làm phiền tôi nữa. Cậu đang làm gì thế? Tôi phải đánh phần từ gì đó bằng những thanh băng này. Từ vĩnh cửu. Tại sao nữ hoàng ra lệnh cho tôi thế? Nếu tôi có thể đánh phần từ đó đúng, bà ta sẽ cho tôi cả thế giới và một đôi ván trượt mới. Cay, sao cậu lại hành động ngốc nghếch thế? Làm ơn quay trở lại và chơi những trò chơi mà chúng mình đã từng chơi đi. Tớ đã thấy nhiều nơi đẹp tuyệt vời và cậu chỉ ngồi đây. Cay ngốc nghếch tội nghiệp. Không, tôi nên ở lại đây. Cây, đi về với tớ. Đã là mùa xuân rồi, những chú chim đã quay trở lại. Cô đang làm phiền tôi, hãy biến đi. Từ khi cậu rời đi, những điều tồi tệ đã xảy ra trong sân nhà của chúng ta. Cậu bé Hang bị một đứa trẻ hư đánh. Không có ai cản nó lại à? Không, nhưng nếu cậu có ở đó, tớ chắc chắn là cậu sẽ bảo vệ Hang. Có phải không? Tớ nói có đúng không? Cậu nói đúng, tớ lạnh quá. Cây yêu quý, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Con mèo của bà chủ nhà đã sinh được 3 chú mèo con. Bà ấy hứa cho chúng ta một con và bà của chúng ta đã khóc suốt vì nhớ cậu. Cây, cậu có thể nghe thấy tiếng nước mắt của bà rơi và bà đang ở nhà đợi cậu. Tỉnh lại đi cây, làm ơn tỉnh lại đi. Gơ đơ, thực sự là cậu sao? Sao thế? Sao cậu lại khóc? Ai làm cậu đâu à? Làm sao cậu tìm được tớ? Đi ra khỏi đây thôi, chỗ này khiến mình lạnh run lên. Ừ, ra khỏi đây thôi. Theo tớ, cậu đừng lo lắng điều gì hết.
Sao mi dám bắt cây đi khỏi chỗ ta? Tôi dám đấy, và chờ thì bà không thể nào giữ cậu ấy lại được đâu. Cây có trái tim băng giá, cậu ấy là của ta. Cậu ấy không muốn quay trở lại với con người. Bà nói dối. Trái tim của cậu ấy đã trở nên ấm áp rồi. Ta sẽ đóng băng ngươi, con bé hỗn láo. Ta sẽ biến ngươi thành một mẫu băng tuyết. Không, tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bà. Đừng sợ, đó là điều quan trọng nhất. Tôi có một tin tuyệt vời. Chó Bắc vừa báo cho tôi biết Cơ Đơ đã tìm thấy cây và bọn trẻ đang về nhà. Tôi chắc chắn là bọn trẻ sẽ trở về và đã liệt kê chúng vào sách của tôi. Hoan hô, cô bé Cơ Đơ. Này, chú kể chuyện, tin tốt đây, Cơ Đơ đã cứu được cây, tôi nghe được từ chim ác là, đúng là một tin vui, tôi sẽ thả chú đi, Creeper, Grabber, Booms, em sẽ làm rớt cái mỏ xinh đẹp của em mất thôi, Clara, Clara, Cơ Đơ đã cứu thoát cây. Tin chấn động đây, thưa vua cha, chúng con vừa nghe được tin từ ngài quà. Cơ Đơ đã cứu thoát được cây. Nữ hoàng tuyết đã bị biến thành kẻ ngốc. Chờ thì ta không còn kem để ăn nữa rồi. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Cơ Đơ quay trở lại rồi. Cô ấy đã cứu được cây. Cây đã quay trở về nhà rồi. Cậu ấy đã thắng nữ chúa tuyết. Cậu ấy đã cứu Cơ Đơ. Trái tim cây đã biến thành băng, nhưng cháu ôm cậu ấy và khóc, làm trái tim của cậu ấy bắt đầu tan chảy. Và thế là chúng cháu về nhà, chúng cháu giúp đỡ nhau bước đi. Cả hai cháu giờ đã ở nhà rồi, chúng tôi cùng với bạn, bạn cùng với chúng tôi, chúng ta ở bên nhau. Kẻ thù của chúng ta có thể làm gì được khi chúng ta có một trái tim ấm áp chứ? Cứ để chúng đến đây, chúng ta chỉ cần nói với chúng. Snip, snap, snore, bore, beslore, tôi hy vọng bà không thấy phiền, ông hãy viết đi. Cảm ơn các bạn đã xem phim trên kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Hẹn gặp các bạn phim sau nhé. Bye, bye.